Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục phá cái app chứng minh tổn thương này. Hiện tại thì sau khi tốn gần 9.000 kim cương để đổi con free good này thì mình đã phá lên lại được gần 51.000 kim cương rồi. Có nhiều bạn hỏi tại sao kim cương lại nhiều như vậy thì trước đây mình có làm một cái video nhưng mà rất tiếc là nó bị mất tiếng. Còn bây giờ thì mình sẽ làm lại. Như các bạn thấy là mình tạo rất nhiều acc này. Hiện tại thì đang vào một lúc 5 mắt mà thôi. Còn tính ra thì mình phải tạo đến tầm khoảng 4 mét. 10 ắc là mình scale đến level 60 để làm để cho nó có nhiệm vụ ủy thác. Và mình sẽ nhận nhiệm vụ ủy thác cho con ắc chính. Đây. Các bạn thấy hiện tại mình cái phương trời diễn này vẫn chưa có cái nào này. Bây giờ thì mình sẽ trợ chuyển cho nó. Mặc dù nó hơi cực nhưng mà mình nghĩ rằng nông dân thì phải cày mà thôi. Còn nông dân không cày thì làm sao bằng địa chủ được. Ok, đây các bạn thấy là bắt đầu có này. Như vậy ở đây là chúng ta có được hai nhiệm vụ này. Rồi chúng ta sẽ đổi nhưng cái này có tỷ lệ ra kim cương. Nhưng mà nó không ra thì nó ra ứng với ra su là cũng ngon. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục lúc áo những ác này rồi vào những ác khác. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời dùng 5 ác này mà thôi. Sau đó thì mình sẽ vào phần cái mạo hiểm này. Nếu như các bạn dạy một con boss thì chúng ta sẽ có 20 kim cương. Mỗi ngày chúng ta chỉ được là 10 con, như vậy chúng ta sẽ có 200 kim cương cộng cái vật phẩm này. Mình khá là ok rồi. Đây, như vậy là một ngày là ít nhất mình có 200 kim cương được cái này. Rồi nhiệm vụ 10 nhiệm vụ. 10 nhiệm vụ thì ít nhất là cũng có thêm khoảng 50 tới 100 kim cương nữa. Như vậy là một ngày là chúng ta có free gần 300 kim cương. Đặc biệt là khi chúng ta chơi những server sau này thì chúng ta sẽ dễ vào top. Như các bạn thấy mình up VIP không? Và đang ở top 3 này. Top 3 đảo trường. Thì mỗi ngày cũng nhận thêm 450 kim cương nữa. Như vậy tính sơ sơ ra thì mình mỗi ngày là cũng được 700 kim cương rồi. Chưa kể nhiệm vụ hay là nhưng ở phần tăng lực chiến đấu kiểu như vậy. Đấy. Bây giờ sau khi đánh bọt xong thì mình sẽ vào bắt đầu. Đây tính năng multi-line. Multi-line của cái LD Player. Nếu như các bạn không dùng cái này thì có thể dùng Blue Sky. Như vậy năm á, mình mở được hai con boss. Như vậy thì mình sẽ tập mở những khác. Nhưng bây giờ mình không giảm lúc bắt nha, tại vì sợ nó bị lộ bắt. Các bạn thấy này, ở phần bàn bè thì mình chỉ kết bạn đúng một cách chỉ chơi game mà thôi. Rồi, đó là mình chia sẻ về cách cày kim cương. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về một số vấn đề như kiểu là tiêu kim cương. À, chúng ta tiêu kim cương như thế nào? Thì mỗi ngày mình chỉ mua cái phần phó bản SP và phó bản đột phá thôi. Còn những phó bản khác thì mình không mua kim cương nữa. Tại vì kinh nghiệm của mình là những level sau này thì chúng ta không thiếu những cái này. Chúng ta chỉ thiếu hai thứ là phó bản SP và phó bản đột phá mà thôi. Rồi chúng ta cũng không nên tiêu kim cương hoặc nhiệm vụ ủy thác này. Nó cho cái gì thì chúng ta làm nhiệm vụ cái này mà thôi. Không cần phải làm mới nhá, làm mới như vậy là rất tốn kim cương mà nó cũng rất là mê rùi, rất khó. Còn như đấy thì ngắn gọn như vậy mà thôi, cũng không còn gì nữa mà làm cả. Về cái phần chờ này thì mình chỉ mua hai thứ, đó là thẻ tu luyện và viên nhộng. Nhưng mà khi nào viên nhộng mà giảm 50% giá thì mình mới mua, còn nó không giảm giá thì mình cũng không mua. Đây mình giảm 50% giá thì mình mua. Tại vì vàng sau này nó rất là hiếm. Đôi khi mình thấy nó giá 30% thì còn mua đại.
Đấy, như vậy là xong 10 hit rồi. Ở đây chúng ta nhận thêm được 150 kim cương nữa. Rồi thỉnh thoảng mà chúng ta có nhiệm vụ thanh trừ. Như vậy tính ra trung bình là một ngày chúng ta có khoảng trên 1.000 kim cương. Ok thì cái video này thì mình dừng ở đây nhá. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment, mình sẽ trả lời nhiệt tình. Hiện tại thì những cái nhiệm vụ các bạn thấy này, cái đá hôn dạng nó rất hiểm này, nhưng mà mình làm nhiệm vụ ủy thác nó tăng được gần 100 viên rồi, sao mà đổi được cái ứng nữa.